Cả nhà, shop em xin giới thiệu, đây là mẫu gạt tàn thuốc size nhỏ, size ớt nha mọi người. Gạt tàn thuốc này được làm 100% từ gỗ dừa già lâu năm lên dâm rất là đẹp. Bên ngoài phủ một lớp sơn PU rất sáng và bóng nha. Gạt tàn thuốc này mình mua về á, gạt là không bị cháy nha mọi người, nó cũng không bể, rất cứng và chắc. Bạn nào mà có hút thuốc á, có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với shop nha. Giá shop ra tại xưởng gạt tàn thuốc này là 70.000, phí ship toàn quốc là 30k. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì chủ động liên hệ số điện thoại 0977 741 706. Shop em là ở trại Bến Tre nha mọi người. Những bạn ở Bến Tre mua hàng tới nhà một món em cũng bỏ giá sỉ nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.